Tại ca em cũng may mắn đó, của em mà khó mà em may mắn đó. Ca của em là ca khó đúng không anh? Đúng rồi. Chị cũng mình bỏ qua. Chị cũng mình bỏ qua. Tặng cho anh đây là cái đây là cảm ơn anh nè. Đó. Mà đến bây giờ thì Nhân mới dám là công khai là bác là người đặt phôi cho Nhân. Bởi sau cái lùm xùm vừa rồi thì Nhân cũng có xin lỗi bác, gửi một cách chân thành nhất và bác hai. Hello, xin chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay là 6 giờ 5 giờ mấy sáng, 6 giờ là Nhân phải dậy sớm thì sớm. Nhân đi chợ, Nhân mua những cái thứ tươi ngon nhất để mà đãi một vị khách rất rất là đặc biệt. Và vị khách này, nhờ có vị khách này mới có đứa em bé này. Đó. Thì hôm nay là Nhân sẽ tiếp đón một vị khách rất là đặc biệt. Thế nên là mình mua những cái thứ tươi ngon phải đi thật sớm á cả nhà. Đi vô nhà nha. Rất hôm nay vị khách đặc biệt rất rất là thích ăn cá kho. Thế nên là hôm nay Nhân sẽ dốc tâm kho một nồi cá kho cho vị khách đặc biệt ăn nha cả nhà. Nhân sẽ không dùng dầu ăn mà Nhân dùng luôn mỡ heo. Mỡ heo nãy Nhân làm tấp mỡ ra đây. Nhân làm một chén tấp mỡ như thế này để làm kho chung với cá kho ăn nhất cái nách. Hành tím nè. Hành củ đập dập nè. Tiêu xanh dẻ nè. Dẻ xương xương thôi. Đó, cho một ít vô. Nhân lót ở dưới là một lớp tấp mỡ. Rồi bắt đầu hành thơm rồi, Nhân cho cá vô luôn. Rồi, đây là cá thu nha cả nhà. Nhân bỏ vô luôn, nhẹ nhàng bỏ hai miếng lên. Rồi Nhân cho hết sốt vô luôn. Nhân cho vô đây một ít nước. Xong rồi Nhân đổ vào đây luôn. Bắt đầu mang kho, mình kho ở lửa liu riu nha. Cá mình kho càng liu riu thì càng ngon. Đó. Hôm nay Nhân sẽ nấu món canh là canh cua rau đay mồng tơi nha. Hôm nay Nhân sẽ nấu món canh cua rau đay nè, kèm với mồng tơi trong này. Rồi, cái này á mình luộc đến khi mà nó ra màu trắng bóc luôn là được nha cả nhà. Cua nó lỗi lên bền trên bề mặt rồi, bắt đầu mình vớt cái lớp cua này ra nè. Đó. Nó sôi lên rồi, bắt đầu Nhân cũng sẽ cho rau vô luôn. Đây, cả nhà coi cái nồi cá kho của Nhân đây. Wow. Ngon chưa? Và bước cuối cùng là mình sẽ cho thêm hành lá vào trên mặt ở trên nha. Dạ. Chứ anh ở gần đây mà chung cư anh ở cũng gần đây nè. Dạ, hôm nay là bác vừa mới ấy xong hả? Nay chủ nhật bác cũng chuyển phôi luôn. Chuyển phôi sáng giờ 60k mới xong. 60k? Trời ơi, 60k chuyển phôi, mong cho 60k hôm nay ai cũng đậu hết luôn nha bác. Trong cái đầu năm mới bả dồn lại. Dạ. Em mời bác vô nhà em chơi. Dạ. Đây, em nấu ăn nấu nướng rồi xong hết. Anh vô nhà của em đây là lần đầu ha. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Có chuối nữa. Chồng á. Có bạn dễ thương quá hả? Dạ. Bác mát mẻ không anh? Quyên nhỏ mát mẻ luôn. Dạ. Nhà anh là ở bên phía bên này hả? Nhà anh bây giờ mới thấy không ta? Ghé đó ha. Nhà anh là nhà nào? Nhà đó đó. Xe à? Không thấy luôn ạ. À. Đó, ngay đó đó. Để thấy lớn mà. Nhà nào để đó? Em biết là bỏ cái màu xám xám này là phía sau đó. Rồi. Ngay góc Nguyễn Văn Cừ với An Viên Dương luôn nè. Dạ. Hai bữa em coi căn nhà của anh rồi, nghe nó bự dữ lắm, đúng không? Tại hai căn ghép lại. Hai căn ghép lại mà có mình ăn sống hả? Có ai ở đâu. Cây anh chồng không ai chăm chết chưa. Trời ơi, bà chồng. Vú, bà Vú làm sao cơ bà chăm? Trời ơi, bà Vú bà chăm đâu, bà đi quê tiêu rồi, Tết bà đi quê 2-3 tuần mới lên mà. Vậy hả? Anh ngồi đây cho đỡ mệt, ngồi đi. Em cơm canh em nấu đúng món anh thích luôn. Rồi. Đây, ngồi đây ha. Đây, mời anh ngồi luôn.
Dạ tự nhiên như người nhà. Nhân hôm nay là Nhân mời đây là vị khách rất là đặc biệt. Nhân mời bác sĩ Thịnh tới nhà ăn bữa cơm, cũng coi như là chia tay ha, bữa okay, cuối. Ok, chia tay để đi về bên Nhật, sang bên Nhật luôn rồi. Dạ, hai anh em mình. Cả năm nữa mới gặp lại. Dạ đúng rồi. Anh ngồi đây ha, em bới em lấy cơm ra. Được không? Rồi. Được không? Được không? Được, không? Được, 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 anh cứ ngồi im đó đi. Được không? Hôm nay là mang mình thấy áp lực quá vậy. Đang rung, đang rất rung. Bồi bàn này tỷ vậy. Bồi bàn Nhật Bản nha, bồi bàn Nhật Bản. Bồi bàn Nhật Bản về mang ra mình thấy áp lực quá. Dạ. Đây. Wow, trời ơi, ai nấu đây? Em luôn hết luôn. Em nấu luôn hả? Em dậy từ lúc 5 giờ rưỡi sáng cái em chuẩn bị tươm tất gì luôn. Hả? Đầy đủ bữa ăn luôn. Trời ơi. Dạ. Nấu giống đem bán quá vậy. Giống không? Đợi, đợi đi, dạ, xưa qua được. Rồi bây giờ em bới cơm ha. Cho anh ít cơm nha. À, ít cơm. Anh ăn cơm ít nữa. Dạ. Rồi ok, vậy đủ rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em. Cứ quay đi xong rồi cắt ra. Rồi, cho cảm ơn. Ok. Mình quay đồ ăn vô trong cho nó dễ ha, canh nó bị đem ngược. Đó. Đó, cho anh ăn canh xong. À, anh Thịnh ăn thấy cái gì á? Cái gì? Cái này là cá thu. À cá thu kho hả? Dạ cá thu kho. Nhân mời cả nhà. Rồi mời mời mời. Mời mời. Dạ em mời anh Thịnh. Sáng anh Thịnh đi làm thường ăn gì anh ạ? Nó là ông ăn ngoài không à? Dạ. Ở nhà bà vú có ít nấu cơm. Dạ. Nấu cơm là ông nấu buổi trưa thôi, sáng dạ. Bà đi chợ bà nấu buổi trưa thôi. Dạ. Sáng ở nhà anh uống ly sô cô la gì đó, ly Milo gì đó là anh đi ăn sáng ngoài. Nhấp kéo mà sáng anh ăn ít lắm. Dạ, em thấy anh em đi ăn với anh mấy lần cũng thấy thích ăn lắm. Dạ, anh ăn ít lắm. Dạ. Anh ăn cơm. Bữa nay đi qua em anh ăn cơm này chứ ở nhà anh nhiều khi anh không ăn cơm. Rồi. Anh ăn đồ ăn, anh ăn canh vậy thôi là xong rồi đó. Hôm nay ăn nhiều lên nha anh Thịnh nha. Coi em nấu được không nha. Ừ. Bởi vì mình ăn nhiều quá, ăn cơm nhiều, đặc biệt là ăn cơm tinh bột nhiều nữa. Mình phải tập thể dục. Dạ. Hồi xưa anh tập thể dục sau này á, nhiều khi anh bận quá anh đâu có tập thể dục kịp đâu. Sáng đi làm anh bơi mà anh bơi có một chút. À, dạ. Nên không ăn nhiều. Xin xê quá, cố hẳn. Tại bề này. Tại bề mình mua gà kề. Sợ mập. Ăn nhiều lên nha. Sợ mập. Mập. Sợ mập. Ăn nhiều sẽ mập. Ăn nhiều bụng bự. Bụng bự. Ăn rất, rất tinh bột lắm. Em nấu hả? Rồi bên nhà em xài chén dĩa giống ở quê nè. Quê không? Ừ. Làm nó giống ở quê luôn mà. À, làm này giống ở quê luôn. Làm chén cũng giống luôn. Dạ. Chén này giống mấy chục năm trước đó. Dạ. Tại vì sao em làm cho nó giống phong cách quê á. Cho anh tới nhà em cái lần anh nhớ là nhà anh Nhân là nó quê đi lắm. Nhà anh rộng chứ cũng rất khách lắm. Dạ. Thích ăn lại lắm. Đây lại đó, thứ nhất là phải dọn dẹp, phải nấu nướng rồi kia mà anh đâu có người đâu tiếp. Đúng rồi, với lại phải có mình ăn nữa. Cái bà vú anh thì bà già rồi, bà làm biếng lắm. Trời ơi, bà già nhiều khi bình thường có nấu anh ăn rồi có khách lại mới công dẹp bà lần nhằn nữa. Bà vú mà giống bé anh như vậy. Nên là nhiều khi có khách thì khách phải tự làm. À. Khách tới rồi tự nấu ăn cả là tự dẹp luôn kiểu dạ. Gì. Đúng là bà vú anh cũng hơi khó ha. Ôi thì bà lớn rồi, bài nhiều bây giờ ông dẹp mệt bà. Sao anh không thấy người hơi chung chung một xíu anh? Thì bà ở cả chục năm mười mấy năm rồi. Quen với anh từ đó giờ. Thì ở chừng nào bà lớn nữa bà làm hết nổi nữa thì bà về phải người khác. Dạ. Shigoto no hito. Shigoto wa jugo nen kurai. Đã cả là giúp tổ mà oba san na tara. Chứ tổ à nó sô di sĩ tại từ này chứ tổ cứ được cả là chắc là sản sô di chắc là khi tổ cô này có hồ gãi em lấy cho anh ta được cái chén nước này luôn chị để cho anh được không có em để cái chén ăn gì đúng không ăn được không anh được. Em nói được không được. Tại em cũng sợ không hợp vậy em là người miền Trung á anh là người lại miền Tây đúng không không mà về Trung Tây vậy anh ăn cũng được dạ. Anh Thịnh lên Sài Gòn là mấy năm anh? Anh đậu học y, anh đã học ở dưới quê, đậu y năm 98 là anh lên em ở tới giờ luôn á. Vậy mà đường Sài Gòn không rành? Ít đi, anh đi vô đây chưa đi vô đây thì đâu có rành đâu. Chạy ở ngoài cơ mà.
với Thượng đi đâu á. Một là anh nhờ mấy bạn nhân viên của anh á coi địa chỉ đâu mới chỉ được anh đi. Còn không á thì anh đi qua đặt xe ra xe ôm người ta chở đi không à. Không mà em thì cái đường là em mù nha, em nói chứ em đường em mù. Em không nhớ, với tại đi qua rồi là em không nhớ. Nhưng mà có trợ lý của em đi qua rồi là em nhớ cái đường đó luôn. Nên nhiều khi đi xe hơi đó, cái chỗ nào mà anh đi rồi anh mới dám đi xe hơi. Xe hơi sao tìm được. Đúng rồi. Xong ra chạy mình còn dòm đường tìm, mình đem đi xe hơi. Rồi thứ nhất là mình phải tìm chỗ, mà hai nữa mình parking đâu có chỗ rồi mình biết đậu xe hơi đâu. Dạ. Nên thường đi xong ra vậy đó. Anh Thịnh ăn nhiều lắm, Thịnh ăn. Ăn, ăn tự nhiên mà tự nhiên nhé. Tại đâu, tại đây chắc. Anh ăn cà phéo không? Đó, có. Cà phéo chấm nè. Bỏ xương đây, bỏ xương đây. Bỏ xương đó luôn anh, bỏ hết đó. Cô học à, anh Thịnh ăn cơm nữa anh Thịnh không? Anh Thịnh nó đi thì không giấu gì cả nhà, nhân với anh Thịnh là có đi ăn với nhau mấy lần rồi đó, nên mới biết được là anh Thịnh nó thích ăn cá kho đó. Rồi anh Thịnh ăn rất ít, ăn là ăn mỗi lần cơm là một chút anh, một chút cơm thôi, mình ăn đồ ăn với rau là chính à, chứ ông có không có ăn như kiểu người ở quê em là hầu như là cả cái dùng sức á. Tại vì bà vú ở nhà mới nấu đồ ăn cũng nhiều, có mình anh ăn thôi. Mà giờ anh ăn cơm đó, anh ăn đâu có hết đồ dạ, ăn. Dạ đúng rồi, sau thành thói quen. Nên là đúng rồi, cái thành thói quen, nhiều khi ra để cho cơm chứ anh ăn canh, ăn rau, ăn hồi xong rồi quên ăn cơm luôn. Chứ bớt cơm ra hoài không ăn rồi thôi, cuối cùng không ăn cơm luôn. Dạ. Với lại phần nữa là quê người ta dùng sức nhiều anh. Giờ có cơ có đồ ăn nhiều cỡ nào đi chăng nữa người ta cũng ăn cơm. Kiểu là một cái thói quen luôn rồi đó. Chứ mình điều chỉnh mà. Dạ. Tại vì mình ít vận động mà mình ăn năng lượng vô nhiều quá nó dư, nó thành mỡ, nó mập. Dạ đúng rồi. Nên là mình đưa cái năng lượng vô nó cũng phải đúng cái nhu cầu sinh hoạt của mình. Dạ. Nhưng mình vận động, mình đi làm nó cần bao nhiêu calo đó thì mình ăn bao nhiêu đó thôi. Dạ. Em thấy lên ký là em chừng lại, em kiểm soát lại. Dạ. Nó không phải là mình không ăn mà mình giờ thay đổi thành phần ăn thôi. Dạ. Ví dụ em ăn rau, thịt, cá, đồ ăn nó đâu có mập đó, đâu có lên ký đâu. Mình bớt cơm được không? Ano tabe mono ta ke. Tại vì tại là không có mập. Không có mập. Ăn cơm nhiều sẽ mập. Ta đâu có hiểu. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Tinh bột nhiều bị. Dạ. Bánh mì hả? Đồ mình ăn bánh mì, ăn cơm đó là mấy cái đó dạng tinh bột, bánh mét, bánh ít. Bởi ta nói bác sĩ nó khác ha cả nhà. Ăn là phải là cũng phải kiêng kém mặc dù phải bác sĩ hiếm buồn. Không, cái ăn uống cái thói quen của mình nó quyết định sức khỏe mình chứ. Dạ. Ví dụ như những người ta có thói quen, người ta vận động, người ta thể thao, người ta ăn uống này kia nó hợp lý thì nó cái sức khỏe nó tốt hơn, ít bị bệnh hơn. Dạ. Ví dụ như mình ăn muốn ăn nhiều ăn, mình ăn ví dụ như có những người thấy nó lên ký rất là nhiều rồi mình cứ ăn thoải mái, ăn hết ga, mình ăn kiểu gì tăng ký dục thì tăng ký thì nó kèm theo một đống bệnh. Dạ. Mình không nói về cái thẩm mỹ mình không nói. Dạ. Mà kèm theo bệnh, ví dụ như tiểu đường, huyết áp, đủ thứ bệnh chứ. Dạ. Rồi về già bị khớp, bị đủ thứ cái nữa. Dạ. Ở bên Nhật á họ cũng cái vấn đề ăn uống họ cũng chuẩn lắm. Họ ăn không có mỗi bữa ăn là của họ là nhưng mà họ ăn cơm nhiều nha. Đồ ăn thì họ ăn có chút. Một anh nhìn vô mỗi lần mà chắc em nghĩ là cái người mà người ta rửa chén bên Nhật là họ cực nhất. Tại vì một mâm đồ ăn của họ là ít nhất là có mười mấy 20 cái chén. Mà cái chén có chút gì nè anh. Nó đựng xíu chứ gì đó. Mà họ ăn thành có một thói quen. Không, mà Việt Nam cũng đi ăn nha, mấy nhà hàng Nhật cũng thấy vậy mà. Dạ đúng không? Đi ra nói quá trời, làm tùm lum cái đem cái dĩa ra có cục thịt bò chút xíu. Mấy cái thịt nhà hàng Nhật á. Ờ, Nihon đúng không? Naka tabe mono. Osala ippai. Tabe mono chút tội đake. Còn cái ăn nhà hàng sushi, nhiều nhà hàng cũng vậy. Đem cái dĩa thật là lớn để có cục chút xíu. Đúng rồi. Mà lạ gì nè, mà người ta lại thích. Hay Nhật. Ý là sao? Nhật người ta ăn ít mà ta ăn hết. Dạ. Mà thường ta ăn cá ta ăn ít dầu mỡ hơn. Dạ dạ. Rồi em thấy người qua thì ta ăn mỡ đồ rất là nhiều. Cái đợt anh đi Hồng Kông mấy lần á, em biết nếu mà đồ ăn mà ta đãi cho mình đó nghe, để trên bàn á mà mình ăn được cỡ 1/3 là giỏi đó. Ăn sao dầu vậy măng nổi rồi đó. À, các bạn ăn á 10 người ha, đãi chừng hơn 10 món. Trời ơi. Mà món nào cũng thịt vịt Bắc Kinh rồi heo này kêu quá trời luôn. Nó có dầu nhiều đúng không ạ? Thì những cái món người qua là thường món dầu hết á. Nên món người qua thường á mình ăn cỡ chừng ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì ngon. Dạ. Nhưng mà tới ngày cỡ ngày thứ tư trở đi là ăn hết nổi rồi. Tại vì cũng có mùi đó, cũng cái đó nó ngán lắm. Dạ. Còn cái phong cách theo người Nhật á thì ăn lạc. Dạ. Ăn không có gia vị nhiều. Dạ. Nên mình chỉ ăn cá, ăn tươi nên là cái người Nhật á mình ăn đồ ăn á, nếu mà ăn quen ăn được thì ăn được lâu dài hơn. Dạ.
Anh thì ở nhà anh ăn nó thường, anh nhà anh cũng ăn cá là chính rồi. Đúng rồi, ăn cá tốt ạ, em người Nha Trang. Một tuần á anh ăn thịt chưa được một lần nữa. Dạ. Thịt heo mà tuần anh nhiều khi anh chưa ăn lần nào, ở nhà bà vú anh toàn cá mà. Anh ơi, ý ăn cá. Sensei nói là thích ăn cá. Ở bên Nhật á thì học cũng ăn cá, là Gia Trang Uy cũng ăn cá. Hầu như là đẻ ra là con nít là hầu như là ăn cá là chính luôn anh. Ví dụ như nhiều lúc mà mùa đậm á, là còn mùa biển lên á, người ta không có cá, người ta ăn thịt chỉ trong một tuần thôi là người ta la ra trời. Không ăn được. Em cũng vậy luôn đó. Anh cho anh ăn cá ha, anh cho anh cá năm năm quanh tháng quanh năm quanh tháng được, chứ mà kêu ăn thịt em ăn không được. Không phải vậy. Anh ăn cá ăn thịt nhiều lên nha anh, cá anh thịt. Đây tặng cho anh, đây là cái đây là cảm ơn anh nè. Em bé cảm ơn bác Thịnh. Đây thì cả nhà cũng sẽ hỏi là tại sao mà đến bây giờ là chuyển phôi cũng lâu rồi anh ha. Tính ra gần sinh luôn rồi. Giờ ba mấy tuần rồi, chắc em còn khoảng tháng mấy nữa em sinh rồi. Tháng mấy sinh rồi mà nhiều người, rất là nhiều người vô nhắn tin cho em hỏi là làm ở đâu. Mà đến bây giờ thì Nhân mới dám là công khai là bác là người đặt phôi cho Nhân. Bởi vì cũng em một phần là em cũng nghĩ là để cho mọi chuyện nó ba bé nó phải lớn một xíu á, bầu phải chắc ăn á. Nên là em cũng mới Nhân mới dám là sẽ mới nói cho cả nhà biết là bác Thịnh là người đặt phôi cho Nhân. Sau cái lùm xùm vừa rồi thì Nhân cũng có xin lỗi bác, gửi một cách chân thành nhất, và bác hai bác cháu cũng có nói chuyện qua lại với nhau là con như là quên hết chuyện cũ. Thì cũng quên bỏ qua. Đúng không bác? Bây giờ là bác là người là đặt phôi cho Nhân và bé, và hỗ trợ Nhân lúc mà Nhân qua Nhật á, thì về vấn đề mà Nhân ăn uống như thế nào á, hay như bất kể như thế nào là Nhân đều có nhắn tin hỏi bác. Hoặc là ví dụ như gặp vấn đề cảm hay gì đó mà tiếng Nhật thì Nhân không chưa hiểu á, hay là bệnh viện bên đó nó kiểu là họ chưa có biết á, thì họ chưa có giải đáp á, là Nhân sẽ hỏi bác Thịnh đó. Nhân với bác là ăn đi ăn với nhau cũng nhiều lần rồi, nhưng mà lần này là mới chính thức là ấy, tại vì lần hôm nay là cũng là ngày cuối để mà Nhân chào tạm biệt bác, chia tay bác, ăn bữa cơm xong rồi chia tay bác, hai vợ chồng Nhân về Nhật để mà sinh em bé. Đáng lẽ ra Nhân sinh ở Việt Nam, đáng lẽ ra là Nhân chọn sinh ở Việt Nam để mà bác đỡ cho em luôn. Nhưng mà nói chung là tính trời tính cũng không bằng người tính. Chồng quay lá như chồng Nhân kiểu có mình Nhân á, có bầu á, có mình để có bầu á, nên anh chị chồng cũng muốn là đẻ ra cái là anh chị chồng bế luôn ha. Được cái chồng em nữa, anh muốn em đẻ với Nhật nữa, nên là chọn ở Nhật. Chứ còn bệnh viện ở Việt Nam là Nhân cũng kiểu là cũng có tham khảo rất là nhiều, nhưng cuối cùng là phải bỏ về lại Nhật Bản. Tài lương nè. Cơm nè Tài lương. Anh chồng em ăn cơm nhiều lắm Thịnh ơi. Dạ, ổng là người Nhật mà. Cơm. Tiếp tục. Có mập không? Sợ mập. Tài lương có sợ mập không? Không sợ mập. Không sợ mập. anh Thịnh ơi, em quên em nói anh này nè. Bé nhà em á, nó chưa quay đầu. Nó chưa quay đầu thì không biết. Đủ ngày nếu mà nó quay đầu thì mới sanh được, còn đủ ngày chưa quay đầu thì mổ chứ đâu cách nào khác đâu, chứ không ông đâu sanh được. Em 30 mấy tuần rồi đó, gần đẻ rồi đó. Mà sao chưa quay đầu không anh? Chỉ là nhiều khả năng là em mổ rồi đó. Và tử cung cũng dài nữa. Mà chưa quay đầu thì chắc chắn mổ rồi, chứ em bé nằm ngược đâu mới sanh được. Vậy hả anh? Bây giờ mình có cách nào mà để cho nó, nó giờ nó di chuyển nó quay đầu anh chứ không gì nữa được. Hồi xưa người ta nói ngoại xây thai, người ta xây em bé nhưng mà nguy hiểm lắm. Xây nhiều khi nó sống tử cung, nó sống dây rốn rồi này kia, nó ảnh hưởng nguy hiểm lắm. Hồi qua đó mổ hả? Ừ. Tại vì em bé nằm ngược mình đâu có sanh được. Người ta nói là đầu xuôi thì đuôi lọt. Dạ. Cái đầu là cái phần lớn nhất của cái thai, mà nó chui ra được, thì cái đuôi là cái phần chân thì nó nhỏ nó chui ra được. Còn ngôi mông là cái chân nó ra trước, là cái phần nhỏ ra trước. Còn cái phần cái đầu đó là phần lớn nhất, nhiều khi cái lớn nhất, cái xương chậu em nó nhỏ, cái chân nó ra được, nhưng mà cái đầu ra không được, nó kẹt đầu hậu. Là cuối cùng em bé nó lọt ra ngoài được mà cái đầu nó kẹt lại. Trời ơi. Đó nguy hiểm lắm, cái đó là con chết luôn á. Nên là ngon mong bây giờ người ta sợ lắm, người ta không dám sanh nữa. Dạ. Hồi xưa người ta còn dám sanh mấy trường hợp là con nhỏ, chứ bây giờ gần như anh thấy không ai dám sanh ngon mong. Trừ khi nó nhỏ tháng, nó non tháng, nó nhỏ xíu á, thì cái đó được. Còn nó đủ ngày mà ngon mong là gần như mổ 100%. Cái đó là gọi là cái gì? Không, ý là ngon mong là gần như là ngôi phải mông, mổ. Cái ngôi mông có nghĩa là con nằm ngược đó, người ta gọi là ngon mông đó.
thay vì cái đầu đưa xuống thì gọi là ngôi thận, còn cái này là cái đầu đưa trên đít đưa xuống là ngôi mông. Alo, hai con chẳng, ý màu ạ, à tâm của chị, a sĩ của chị, đâu cả đó, kỳ lưu tô, các mù sĩ đời này, đâu một cậu, kỳ lưu tô một, xe xe dư tên tạo. Ở mổ bên Nhật thì nó cũng là cũng ấy, nhưng mà mình cũng một phần là em cũng muốn để thường á. Để thường cho nó khỏe á, tại em tính sau đẻ này sao thấy em để thường được không? Không được à? Chứ chưa giờ mà chưa quay đầu xem để thường được. Rồi. Mà thường á, cái ngon mà nó không quay được là nó có lý do của nó. Một là cái đầu em bé nó có cái bú đỉnh, cái bú gọi là cái sổ khỉ. Cái sự kiện nó lớn quá nó quay không được, cái đầu nó tròn thì nó mới quay được, cái đầu có sổ khỉ thì thường là nó ngon mông nó quay không được. Là một hai nữa, nhiều khi cái khung chậu của em nó nhỏ, nó không có rộng để mà cái tử cung nó giãn đủ lớn để mà em bé nó có chỗ nó quay. Nhiều khi nó chật quá, giống như cái nhà mà chật quá thì em bé nó không có thể nằm nó quay xoay trở nó bình chỉnh ngoài thai được chứ. Dạ, cái đó mình không chứ tự nhiên mình tập yoga thể dục ngoài thai cũng được luôn. Nó đâu được. Nó tự quay em tự nó quay chứ em tập cũng đâu quay được. Nhưng mà thường là bao nhiêu tuần là nó quay ăn thường á? Thường là có 30 tuần, 30 tuần hơn là nó quay rồi chứ. Đây cũng lâu lắm mới đẹp chưa quay. Tại vì khi em bé nó còn nhỏ thì em tưởng tượng giống như con cá ở trong cái hồ nước vậy đó. Nó lội, nó bơi, nó búng, nó đủ các kiểu cho nó không có cái nằm cố định một chỗ. Thì khi mà cái thai nó lớn lên á thì cái phần đầu nó là cái phần lớn nhất. Thì lớn nhất nó nặng nhất, giống như em quăng một cái quạt gì xuống nước á. Mà cái gì mà nó nặng nhất thì nó tự nó sẽ có phần nào đó nó sẽ chìm xuống dưới. Thì cái đầu, khi mà cái đầu nó nặng rồi, cái tự động cái đầu nó sẽ chìm xuống. Cái đít nó đưa lên trên. Thì nó thành ngôi đầu. Em hiểu ý không? Ý là trong một cái không gian đủ rộng thì nó sẽ tự bình chỉnh như vậy. Nhưng mà còn cái này của em á là nhiều khi anh nó có những cái lý do nó cái bú này nó to quá hoặc là cái sinh chậu nó nhỏ. Cái gọi là cái đầu khỉ chứ. Sọ khỉ đó. Nó lớn quá rồi nó cản, nó không thể nào nó quay cái đầu xuống được. Hoặc là cái tử cung em nó chật, nó không chỗ để nó quay thì nó kẹt lại, cái đầu nó nằm trên đít nó nằm dưới thì thành ngôi mông. Đây đây đầu chắc giống hôm nay rồi. À ta máu khi đã cờ đi khi này giống tại đường. Thì nhiều khi cũng có thể nó vậy đó, nhiều khi cái đầu nó lớn quá nó cũng bình chỉnh không được nữa. Em được có trộm ví là không có bị tiểu đường thai kỳ. Rồi luôn phần là em ăn, em làm YouTube á, anh thấy mâm mâm mọc mẹt vậy cho em ăn mấy miếng à. Rồi cái một là trợ lý ăn, hai là bắt đầu cái anh tà rư hoặc là dồn vô tủ lạnh vậy đó. Để chia ra bữa ăn. Đem đậu cụ ra ăn luôn. Dạ đem. Đem đậu cụ ra ăn chứ đâu có ăn, em đâu có ăn nhiều đâu. Miếng một hả? Rồi ớt nha, tuyệt đối là ớt. Là em bỏ, anh Niêm nãy giờ có cay không? Không cay. Không cay tại vì em không bỏ ớt luôn. Em chỉ bỏ ớt mà anh em dùng là ớt sừng của ớt này chứ tự nhiên mà bỏ vô là em bỏ nguyên trái luôn. Em không dám ăn cay luôn á. Mà nghe nó ăn cay là có ảnh hưởng không anh? Nó vừa thôi. Mà nó có ảnh hưởng nếu ví dụ như cay quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới bao tử em á. Dạ, bao tử chứ không ảnh hưởng tới con đúng không? Không ảnh hưởng gì nữa. Dạ. Tại em nghe nói là ăn lại tiêu xuống cái đường mà bao tử nó tiêu xuống là mình đi ra chứ nó đâu có vô cái người em bé đâu. Đúng rồi. Ớt thì đâu có sao, nhưng mà ớt cay quá nhiều quá cho ăn nổi. Không, em là từ lúc mà em có bé là em bỏ luôn anh. Em không dám ăn luôn á. Anh thử canh. Dạ. Tại như căn này của em đi rồi em về cái tính toán em nó cũng bắt chợt nên em khó cho thuê chứ nếu mà em không bảo lâu dài em cho thuê này với ở cái gì đâu. Đó, cái căn này thì dễ mà. Nhưng mà tại vì em đi có mấy tháng em đi về rồi nãy kia em cho thuê như vậy nó khó. Dạ. Với công ty thuê. Dạ. Rồi đó thuê có mấy tháng à thuê. Mẹ em cũng dám cho thuê tại đồ trong nhà nhiều quá. Thì đó ý em vậy. Dạ. Đồ nó nhẹ nó đi sách đi cũng quá. Mà thuê nếu mà căn này trị giá cũng bây giờ cũng 20 mấy triệu, 25 triệu anh căn này nè. Tòa này luôn tại vì của em nè nó nội thất hết trơn rồi. Nhiều mấy vuông của em nhỉ? Gần trăm cái vuông. Trăm mấy vuông thuê 20 mấy triệu đúng rồi. Dạ. Gần trăm cái vuông. Này căn này nè, phải ăn cái này nè. Cua cuộc vui nào là cũng phải tàn.
Dạ. Dạ thôi vậy anh về, em về Nhật khỏe xanh ngon lành nha. Dạ em có gì lạ thì nhắn anh. Dạ. Dạ. Ừ. Em về Nhật may mắn cho đẻ mẹ chồng con vuông. Mẹ chồng con vuông. Về năm nữa mới quay lại mà mới quay lại Việt Nam mà. Dạ đúng rồi. Một năm nữa quay lại Việt Nam là em muốn đẻ nữa là em chuyển phôi luôn được rồi đó. Được không? Được. Làm đẻ nữa nó cặp nữa ha. Ờ đẻ nữa thì còn mấy phôi chuyển luôn. Hai mấy phôi chuyển hết luôn rồi. Cho ra luôn rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Để hỗ trợ em có em bé như ngày hôm nay. Đúng cảm ơn anh rất là nhiều. Tại ca em cũng may mắn đó, của em mà khó mà em may mắn đó. Ca của em là ca khó đúng không anh? Đúng rồi, tại em trứng ít mình phải dồn lại nè, mình mới được phôi nhiêu đó phôi. Rồi em xong cũng rồi bị... em bị ứ dịch vòi trứng nữa. Dạ. Rồi phải mổ cắt cái vòi trứng ứ dịch trước khi chuyển phôi, mà lúc mà mổ vòi trứng á mình cũng đâu biết em bị viêm nội mạc tử cung đâu. Ờ nhưng bị viêm nội mạc nữa. Đúng rồi, xong anh nội soi buồng tử cung em mới phát hiện ra là em bị viêm nội mạc tử cung. Rồi gặp chúng tinh trùng của chồng. Nên là kiểm tra xong rồi điều trị được hết trơn mới chuyển phôi vô lần đầu em đậu luôn đó, em cũng hên đó chứ. Mà phôi của em ngày 3 loại 2 nữa. Đúng rồi, phôi ngày 3 cũng khó mà ngày lần đầu mà đậu là em cũng hên đó. Dạ, phôi ngày 3 loại 2 mà bệnh từ lưa tứ lửa. Cũng may mắn nói chung là nhờ anh mát tay. Cũng nhờ anh về đẻ tốt nha. Dạ, về đẻ cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, về được rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Dạ.